Này bá quan văn võ. Sao em ru bà rù? Trời ơi quên. Trời ơi cho nghỉ vacation ở trơn rồi mà quên. Trời ơi. Bởi vậy nó nói từ hồi mà cho cái tên Thiên Lôi này trở về Trần gian nó du học á, nó lên trên trời nó làm xáo trộn ráo trọi á. Trời ơi hồi đó trên trời làm gì có vụ vacation. Mày đặt về dưới rồi có trở lên trời cái nói giờ năm phải cho nghỉ phép 2 tuần. Trời ơi giờ trụ lũi không có ai trơn. Trời ơi đó đâu phải ta ăn vậy. Ăn cao lương mỹ vị không à. Từ hồi nó về Trần gian cái nó trở về trời nó nói Ngọc Hoàng ơi đừng có ăn đồ ăn nhiều quá. Nhất là ba cái dầu mỡ á, ăn mấy cái đó nó bị mỡ ở trong máu. Cholesterol. Trời ơi giờ hồi xưa muốn uống rượu nhiều uống. Giờ nó đâu có cho uống nhiều. Nó uống nhiều á trái gan trái phổi. Giờ cho uống vậy nè. Cái này dưới Trần gian gọi là bia. Trời ơi không biết bia là cái gì. Rượu ra rượu, nước ra nước. Uống là lợ muốn chết luôn vậy đó. Hồi xưa ta mập mập nõn nà lắm chứ đâu phải như giờ xanh lè ốm nhách. Trời ơi cái này nó gọi là diet. Trời ơi diet kiểu này chắc có ngày đai sun quá. Mới về ta đã được. Dạ, ủa về tới rồi đó hả? Dạ Ngọc Hoàng. How are you Ngọc Hoàng? Ta người nói gì vậy? Ngọc Hoàng không hiểu hả? Sao hiểu được? Trời ơi bởi vậy mới nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Đi cho biết đói biết đây. Ở nhà với hoàng hậu là ngu suốt đời. Không, ở nhà hoàng hậu biết ngày nào khôn. Cái câu này với Trần Giang ta hỏi vậy là có khỏe không đó. Mà thầy hỏi là how are you Ngọc Hoàng có nghĩa là Ngọc Hoàng có khỏe không? À cái tiếng này tiếng Trần Giang là hỏi khỏe không? Dạ. Thôi cái tiếng Trần Giang khác tiếng ở trên trời nhiều quá. Dạ khác nhiều lắm Ngọc Hoàng. Nhưng mà thôi được rồi. Dạ, cái chuyện mà ta giao cho thằng dạ. Làm cái chuyện mà chương trình văn nghệ để nghĩa là chào mừng bá quan văn võ về trời lo tới đâu rồi? Dạ. Ủa có giao vụ đó hả? Ừ. Chúng ta cho người đi du học với Trần Giang làm gì? Không nói giỡn chơi thôi chứ Ngọc Hoàng đừng có lo. Bây giờ với Trần Giang sắp có một cái show đã lắm Ngọc Hoàng ơi. Show là gì? Cái show có nghĩa là chương trình văn nghệ đó. Ủa với Trần Giang chương trình văn nghệ nó gọi là cái show. Ừ. Rồi còn cái thao gọi là gì? Cái thao thì dưới nó... Ê! Nó có cái thao trong mày. Ủa sao show thì phải có thao chứ? Có. Cái show đây có nghĩa là chương trình văn nghệ đó. Cái tiếng nôm na người ta kêu vậy đó. Rồi cái show thôi hả? Có gì Ngọc Hoàng không biết gì trơn trời à. À thôi được rồi. Chương trình nó ra làm sao? Trời ơi chương trình này được mang tên là Hollywood Night số 10. Ủa vậy đó hả? Được tổ chức tại North Valley Farm, một nơi giải trí rất là nổi tiếng tại nước Mỹ. Ồ trời ơi, trời ơi Khanh đi nhiều Khanh biết chứ Thành nghe Hà Trẩm đâu biết gì đâu. À Trẩm ơi, không biết vậy đâu. À, rồi nói tiếp. Nói được mà nghe là cái show này rất là nổi. Đó, cái show này có tất cả những nam nữ diễn viên ca nhạc sĩ. Hầu như là những nam nữ diễn viên ca nhạc sĩ đó nổi tiếng khắp nơi ở đây. Bằng dạ. Ta không? Ừ, nổi Ngọc Hoàng nhiều. Nổi hơn ta nữa. Ngọc Hoàng đây đâu ai biết đâu. Lâu lâu nhiều khi người ta buồn quá người ta mới kêu trời ơi vậy thôi à. Rồi tiếp tục. Ngoài cái những người mà nam nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng tại hải ngoại không? Còn có đặc biệt một tài danh nổi tiếng lừng danh trên thế giới luôn. Lừng danh thế giới là sao? Có nghĩa là nam nhạc sĩ Lobo. Nam ca sĩ Lobo. Lobo có nghĩa là người nổi tiếng và ca những bài nhạc nổi tiếng khắp thế giới. À vậy hả? Rồi tiếp tục. Ôi đã lắm. Chương trình hay dữ dội vậy đó. Hay dữ dội lắm. Giờ ngươi có thể nào dẫn ta về Trần gian du hí cái được không? À Ngọc Hoàng muốn đi coi chương trình này hả? Ừ. Tự đi chứ ngon lành á. Đi ha. Đi không? Bây giờ mời Ngọc Hoàng nè, dán mày ra đi. Dán mày ha. Chương trình bắt đầu biểu diễn rồi đó. Dán mày ra coi. Hoàng. Trời ơi, chậm thôi ơi. Trời có ổng kìa. Bởi vậy nói trên trời ráng tập thể dục mỗi sáng thì không chịu đâu. Tối ngày ngồi ngang vàng đã cái leo lông sàn nằm. Trời ơi, bởi vậy tương ôm nhòm ôm nhách. Bởi vậy muốn lên kìa chịu khó tập thể dục chút xíu đi. Ủa về tới rồi đó ha? Tới rồi. Sao dưới này mặt trời nhiều quá vậy? Ừ. Mặt trời đâu mà mặt trời. Không phải cái này là đèn á, đèn. Ủa nó cũng khác á, dưới trên trời nhiều quá trời quá đất kìa. Dạ khác nhiều lắm Ngọc Hoàng ơi. Mệt quá à. Trời ơi mỗi ngày có cho trái bơm với lon bia gì đó làm sao có sức. Trời đất ơi. Bởi vậy Ngọc Hoàng nói thiệt Ngọc Hoàng nghe nè. Ê nhưng mà nói Ngọc Hoàng nghe nha. Sao? Ngọc Hoàng nãy giờ Ngọc Hoàng có để ý vụ gì không? Để ý vụ gì? Ngọc Hoàng ăn bận gì á, Ngọc Hoàng đi vòng vòng ở đây được, Ngọc Hoàng đi ra ngoài đường là cảnh sát nó vớt Ngọc Hoàng liền á.
Ủa nghĩa là sao? Vớt nó đem về nhà thương điên á. Ủa dưới này mặc cái này là bị điên hả? Không có được, dưới này đâu có mặc cái này được. Ủa chứ dưới này mặc sao? Trời ơi dưới này là mặc đồ giống như thần vậy nè. Mặc đồ tùm lum tà la vậy đó hả? Vậy nó mới đẹp. Trời ơi, như là... ơi đẹp gì đâu, hai ba lớp trong này mà đẹp. Dưới này mà mặc này như vậy là tao nói là lên đồng lên báu mới mặc như vậy á. Vậy thôi chẳng hồi cái gì ngươi dẫn ta đi đổi bộ đồ khác đi. Đổi bộ đồ khác ha. Ừ. Rồi dưới này lát dắt Ngọc Hoàng đi vô chỗ này mua bộ đồ đẹp lắm. Mua bộ đồ đẹp cho ta hả? Ừ. Ủa dưới này phải mua bán vậy đó hả? Ờ vô shopping mua đàng hoàng. Ủa chứ trên trời ta nhớ ta phân phát không hả? Trên trời khác, dưới này khác, cái này là phải xài tiền. À dưới này là phải mua bán vậy? À, phải mua bán vậy người ta mới sống được chứ. À thôi được rồi, được rồi, hồi mua cho ta một bộ đồ. Vô shopping lớn nhất ở đây. Shopping là gì? Shopping là cái chỗ mua bán quần áo rồi đó, không biết gì chứ. Trời ơi, ngươi nói cái danh từ ở trên trời ta mới hiểu được chứ. Trời ơi, nói chuyện Ngọc Hoàng hồi mỏi quá. À, rồi mua vô shopping rồi. Shopping lớn nhất. Lớn nhất ở dưới Trần gian. Lớn nhất Trần gian này, shopping được mang tên là Woodview. Cái tên nghe cũng lạ ha. Trời ơi, chứ trên trời ta gọi là cái kho đó. Cái này bán đồ đẹp mà rẻ lắm Ngọc Hoàng ơi. Đây đó, miễn có đồ ta mặc cho trong dưới này là được rồi. Rồi đó, nhưng mà có tin tức gì nữa không? Còn tin động, động, rất là động trời. Động trời là sao? Động trời có nghĩa là ở dưới trần thế này nè. Ừ. Mà ngay ở trong chương trình này ừ. Có hai cái thằng đó ừ. Trời ơi, nó giống thần như Ngọc Hoàng, y như đúc Ngọc Hoàng ơi. Trời đất ơi, vậy đó hả? Giống y chang luôn. Ai dám mạo nhận ta vậy? Ừ, mà bởi vậy không biết cái này nó quậy làm sao mà nói là kêu bằng hai danh hề Dân Sơn và Bảo Liêm. Trời đất ơi, tên nó cũng đổi nữa. Ừ. Trời ơi, ta Ngọc Hoàng nó đổi Bảo Liêm. Trời ơi, mới vậy kỳ cục lắm Ngọc Hoàng ơi. Trời ơi, ngươi nói sao nghe tức quá. Bởi vậy không, lát Ngọc Hoàng coi ha. Ừ, hồi phải cho chỉ ta coi hai cái thằng đó mới được. Mà nói Ngọc Hoàng nghe nè, đúng ra cái chương trình này đó ừ. Là thần điều khiển chương trình nè. Ý, thần điều khiển chương trình. Thiệt á, nhưng mà trời tại ơi, kêu lo chương trình cho nhà trời lo chưa xong mà đặt điều khiển chương trình. Trời ơi, Ngọc Hoàng không có tin thần. Làm sao tin ngươi được? Trời ơi, thần là Ngao Du Sơn Thủy này một năm mấy trời rồi. Nó thần học cái vụ này rành lắm. Rành lắm hả? Ờ, nhưng mà là... làm thử một vài cái đi tao mới tin được. À, để coi dân Sơn Bảo Liêm có ra chưa? Ừ. À, chưa không? Ừ. Để lén làm một cái Ngọc Hoàng coi nha. Ngươi làm thử cái ta tin. Trời, dưới này đứng cái tướng cũng khác ở trên trời nữa. Đi vậy nó mới nghiêm chỉnh đàng hoàng. Ờ, rồi này là mình tôn trọng khán giả. Ờ. Và kính thưa quý vị khán giả, để liên tục chương trình đêm nay, Sơn xin giới thiệu đến quý vị một tiết mục rất là nóng bỏng, rất là tươi mát. Phần trình diễn của năm ma nữ đa tình. Người mới giới thiệu gì? Năm ma nữ đa tình. Ma nữ đa tình hả? Phải năm cái cô mà cung nữ ở trên trời ưa dụ dỗ ta mà ta nhốt rồi phải không? Ơi, năm cái cô trên trời là Ngọc Hoàng nhốt là còn nguyên cái đó đó. Cũng vậy đó hả? Còn năm cô này là khác. Năm người này đâu tới? Năm người này dưới địa ngục lên. Không phải. Nó vẫn chơi Ngọc Hoàng vậy thôi chứ năm người này á ừ. Được mệnh danh đó là bởi vì tất cả những quý vị khán giả đã yêu mến năm người này ừ. Cho nên đặt cái tên là năm ma nữ đa tình. Chứ thiệt ra năm nàng này đẹp giống như là tiên vậy đó. Giống như tiên ừ. Trời ơi, tự nhiên giống tiên cái người ta khó chịu. Ngọc Hoàng giống nói... không? Trời ơi, giới thiệu liền à, nói Ngọc Hoàng nghe năm người này cái tên đẹp lắm à, tên cô có giống mấy cô trên kia không? Năm cô này tên là Phượng Thúy à. Ngọc Anh à. Giáng Ngọc à. Thúy Vi à. Và Linda Trang Đài. Rồi cái tên dưới này khác không à. Và kính thưa quý vị, một tràng pháo tay đặc biệt cho phần trình diễn của Ma Nữ Đa Tình. Đi mua đồ chứ không? We'll be right back.
ngày mai bầu trời xanh ngát muôn viên đã chiến. Open door.
Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng tôi rất hân hạnh được tái ngộ với quý vị trong chương trình Holy Good Night, đặc biệt là chương trình Holy Good Night số 10 ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị khuôn mặt khả ái của một nữ ca sĩ đã được khán thính giả mến mộ từ bao nhiêu lâu nay. Ngoài ra, cô còn là một kịch sĩ và là một tài tử điện ảnh rất điêu luyện và nổi tiếng. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tài nghệ của cô qua một vai trò khác. Và bây giờ thì chúng tôi xin quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tiếp đón người sẽ cùng điều khiển chương trình ngày hôm nay, nữ ca sĩ Ngọc Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn anh Ngọc. Xin chào Ngọc Minh. Wow. Thưa quý vị, tôi thường nhìn thấy Ngọc Minh ở trên sân khấu với cái dáng dấp rất là quen thuộc, với chiếc áo dài, cái hình ảnh quen thuộc. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên thấy Ngọc Minh mặc soiree cho nên tôi hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng mà thưa quý khán thính giả và anh Nam Lộc, thấy Ngọc Minh mặc thế này trông có tạm được không? Đẹp lắm phải không ạ? Tôi thấy rất là đẹp và rực rỡ. Nhưng mà hình như tôi vẫn cảm thấy nó mất một cái gì gọi là thuần túy Ngọc Minh thì phải. Nam Lộc vừa mới nói là Ngọc Minh đẹp rực rỡ, rồi bây giờ lại nói là thiếu cái gì, dễ sợ vậy. À không, ý tôi muốn nói rằng là mất cái hình ảnh quen thuộc mà tôi vừa nói lúc nãy đó, cái hình ảnh quen thuộc của Ngọc Minh mà các bạn và chúng tôi vẫn hay đùa và đặt tên, đặt cho cô một cái tên, có lẽ một cái biệt hiệu thì đúng hơn, đó là cô ký điệu Ngọc Minh. Xin cảm ơn anh Nam Lộc. Và kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị ban nhạc Holy Good Night. Để mở đầu cho chương trình đêm nay, Ngọc Minh xin được giới thiệu đến quý vị một tiếng hát với một dáng dấp rất thư sinh và nho nhã, và giọng hát điêu luyện trữ tình của anh đã được kể là một trong những giọng hát hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, Ngọc Minh muốn giới thiệu đến người ca sĩ đó với nhạc phẩm nổi tiếng. Và thưa quý vị, hôm nay anh sẽ trình bày nhạc phẩm Cỏ Úa của Lam Phương. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay đi để
Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều người hay thắc mắc về cái đời sống riêng tư của một nữ ca sĩ mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu đến quý vị. Có thể là tại vì họ tò mò, nhưng mà cũng có thể là tại vì cô có một cái đời sống rất là kín đáo và ít khi xuất hiện trước đám đông. Nhưng mà hôm nay cô sẽ trình bày tâm sự của cô cho tất cả quý vị cũng như chúng tôi được nghe qua nhạc phẩm Trái Tim Ngục Tù của nhạc sĩ Đức Huy. Và như quý vị đã biết, Đức Huy cũng là một người tù khổ sai của tình yêu. Và bây giờ chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị phần trình diễn của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Yeah.
Trong mỗi chương trình của Holy Good Night, chúng tôi luôn luôn giới thiệu đến quý vị những tiếng hát mới, những tài năng mới. Và đêm nay, Ngọc Minh xin được gửi đến quý vị một khuôn mặt mới, một tiếng hát mới, nhưng rất triển vọng tương lai trên con đường nghệ thuật của anh. Thưa quý vị, Ngọc Minh xin được giới thiệu đến quý vị tiếng hát của Philip Huy với nhạc phẩm Without You. No, I can't forget this evening. All your faces you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You've always smiled, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it thì phải nói hai tiếng hát, hát rất hay và rất dễ thương. Khi nghe nhạc quê hương là người ta phải liên tưởng đấy hai tiếng hát đó. Lộc biết ai không? Thưa quý vị, chúng tôi biết là Ngọc Minh định nhắc đến hai tiếng hát của Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Đúng là như vậy. Nhưng thưa quý vị và anh Nam Lộc, đặc biệt hôm nay hai tiếng hát đó lại trình diễn một chủ đề khác cơ. Đó là chủ đề về tình cảm. Tình cảm. Vâng. Thưa quý vị, đôi song ca Thanh Tuyền và Tuấn Vũ sẽ trình bày nhạc phẩm Hận Tình. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Hồn anh không quá lạnh lùng.
lòng. Phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mong. Lỡ mai em chiến, anh khóc nhiều không? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông, tình em như bến ngập lòng. Anh ơi, yêu là gì khi một người đang ngóng chờ ngày thương nhớ? Hồn anh không quá lạnh lùng. Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng. Những khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng. Những khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng. Những khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Thế giống không? Giống gì? Thì hai cái thằng Dân Sơn Bảo Liêm á, giống Ngọc Hoàng với thần không? Ờ ha, thấy nó cũng giống quá trời quá đất á. Nhưng mà nói cho người nghe cái là được cái đỡ buồn. Sao, là sao? Bảo Liêm gì đó nó xấu hơn ta nhiều. Thì thằng Dân Sơn nó cũng vậy, đâu đẹp hơn thần bao nhiêu. Vậy đó ha. Nhưng mà nói nghe nha. Sao, hồi sao? Nãy ta thấy có cái cặp gì mà hai người hát chung nhau đó. Trời, hát hay quá trời quá đất. Hay không Ngọc Hoàng? Trời ơi, đem về trển hát chơi. Ừ. Mày bậy bạ mà người ta chưa có tới số mà tự nhiên bắt về trển à. Dạ. Được. Tao quên, tại tao thấy cái gì tao thích là tao muốn đem về trển coi cho nó đỡ buồn. Không được đó Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng ác đức quá, không có được đâu. À, thôi vậy không được ha. Từ từ đi, từ từ cũng cũng tới à. Nhưng mà còn gì hay nữa không, giới thiệu cho Ngọc Hoàng coi tiếp coi. Trời, tiết mục kế tiếp là đặc biệt lắm Ngọc Hoàng. Đặc biệt sao nữa? Tiết mục long trời lỡ đất. Dữ dội vậy đó hả? Dữ dội lắm. Mà nó ra sao? Ngọc Hoàng chờ nghe nè. Và kính thưa quý vị, tiết mục kế tiếp là tiếng hát của nữ ca sĩ. Có một tiếng hát, có một lối trình diễn đã từng chinh phục hàng triệu triệu con tim của những người trai trẻ tuổi từ 18 cho tới 81. Trong đó, dữ dội vậy đó. Trong đó có thần, thần khoái lắm. Và kính thưa quý vị, phần trình diễn đặc biệt của Linda Trang Đài. Here we go. You got style, that's what all the girls say. Satin sheets and luxury so fine. All your suits are custom made in London. Well, I've got something that you really like.
step to the beat. Boy, what will it be? Music can be such a revelation. Dancing around, you feel the sweet sensation. We might be lovers if the rhythm's right. I hope this feeling never ends tonight. Only when I'm dancing I can feel this free. At night, I lock the door when no one else can see. I'm tired of dancing here all by myself. Tonight, I wanna dance with someone else. Come on, everybody. Put your hands together. Let's go. Come on. Holiday. Celebrate. Holiday. Celebrate. If we took the holiday. Kính thưa quý vị, đúng 30 năm về trước, tức là vào thời khoảng 1964, tôi đã hân hạnh có dịp giới thiệu cô lần đầu tiên trên sân khấu học đường trong một buổi nhạc hội do các học sinh của trường trung học Chu Văn An chúng tôi tổ chức. Cô nữ sinh Marie Curie, nhỏ bé, rụt rè với cái cặp kính nhôm ngày nào, giờ đã trở thành một tên tuổi chói sáng trong các lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc mà không một người Việt Nam nào không biết đến. Hôm nay, lần đầu tiên tại hải ngoại, tôi được tái ngộ với cô và một lần nữa được có dịp giới thiệu người bạn năm xưa của tôi trên sân khấu. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp đón nữ ca sĩ Thanh Lan. Trong vết thương sâu, cuộc tình khổ đau.
dại khờ với bao xót xa. Anh ơi khi nào sẽ chung đôi? Còn đó nụ hôn trong gió bay, nào ai biết cơn mê này. Mưa còn rơi mãi, còn rơi mãi. Mưa trong đêm tối, nước mắt cô đơn, ôi mưa đắng cay. Hỡi người yêu dấu ngàn năm vẫn có em nhớ thương. Cuộc tình sâu đắng trong vết thương sâu, cuộc tình khổ đau. Hãy còn yêu, đừng có phụ nhau. Vẫn yêu cho dù khi nào sẽ chung đôi. Còn đó nụ hôn trong gió bay, nào ai biết cơn mê này. Từ nãy lu bu bận rộn quá này nha, lâu bây giờ mới được ngắm Nam Lộc một tí đây. Trông cảm vẫn bảnh trai và vẫn trông vẫn hấp dẫn lắm. Cảm ơn Ngọc Minh. Cảm ơn Ngọc nghe Minh. Khen thì anh Lộc thích lắm cơ. Dĩ nhiên khen là được Ngọc Minh khen và được mọi người để ý thì dĩ nhiên là ai mà cũng thích chứ. Nhưng mà tại sao đầu tóc của Lộc hồi này có vẻ thưa thớt, nó di tản đi đâu hết trơn nhỉ? Thưa quý vị, cô Ngọc Minh với lại một số các bạn thân của tôi không hiểu tại sao mà mỗi lần gặp tôi đó thì lại hay đem cái chuyện mà tóc tai của tôi ra làm cái đề tài thảo luận. Tại sao về Ngọc Minh? Thôi mà chỗ bạn bè lâu lâu tôi đùa một chút mà, Nam Lộc đừng có buồn nha. Không có không. Tóc thì nói không có tóc chứ bộ. Thực sự thì thưa quý vị, tôi không buồn một tí nào cả. Vì cô Ngọc Minh biết không, đối với tôi đó, quan điểm của tôi thì một cái tóc là một cái tội. Chúng ta khi mà sanh ra đời đó thì rất vô tội, cho nên đâu có ai có tóc đâu. Rồi khi mà lớn lên đó thì ông trời ông ấy lựa ra một số cái đầu nào ông thích đó thì ông ấy giữ lại, còn cái đầu nào ông không thích thì ông lấy tóc ông ấy che nó lại. Thành tôi chẳng buồn gì cả. Nghe Nam Lộc nói như vậy thì Ngọc Minh thấy cũng vui lên, vì mỗi lần gội đầu tóc tai cũng rụng ghê lắm. Vậy chứng tỏ là Ngọc Minh cũng sắp sửa hết tội đến nơi rồi. Tôi nghĩ Ngọc Minh tôi nghĩ Ngọc Minh cũng là một người ít tội. Vậy thì thưa quý vị, tất cả quý vị có mặt ở đây cũng như ở khắp nơi trên thế giới, nếu có thấy tóc tai của mình có đi chơi chỗ khác cũng đừng có buồn.
cứ lấy làm hạnh phúc vì chúng ta đã sắp sửa hết tội như anh Nam Lộc nói. Nhưng mà Lộc ơi, nói đó mình chợt nhớ tới cái mục mình sắp giới thiệu đây này. Ba cái ông tướng này nó tóc tai rậm rạp quá, chắc tội lỗi quá nhỉ. Thưa quý vị, chúng tôi biết là Khổng Minh và đồng minh Khổng Minh sẽ giới thiệu cùng quý vị theo lời mà mình nói những ngày bạn vô số tội của chúng tôi, đó là các bạn Công Thành, Minh Phúc và Tuấn Đạt trong một phần trình diễn tam ca. Xin quý vị cùng chào mắt tay cho em ta. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, hôm nay gặp nhau, hôm nay gặp nhau, hôm nay gặp nhau. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê ngát mùi hương ngọt ngào. Chiều thu về gió lành điều hiu, thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao. Quán mơ xinh xinh lặng lẽ, mưa tí tách bên hiên nghe như ngàn lời nạo nề. Tay vàng, môi vàng đua theo làn khói, thuốc thơm, khói thơm bay lên từng cao, lôi cuốn theo bao sầu. Nguyện đem chí hùng tranh đấu, tôi lênh đênh trên khơi từng giờ, ngăn quân giặc thù, chỉ mong tự do vươn lên. Tôi hiên ngang bay trên nền trời, say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối. Mình cùng là người yêu sông núi, gặp nơi bình khói, tranh đấu là niềm vui. Đời như cánh chim bay ngàn phương, chia ly rồi đây mỗi người đi một đường. Chuyện tâm tình thôi đành dở dang, xiết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời. Quên buồn, quên sầu tình vui mà sống, nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây, ba đứa nghe mưa chiều thu. Giờ gian xiết tay nhau một lần, kết chặt
tình bạn thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời. Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống nhớ nhau. Mỗi năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Từ nãy tôi cứ chạy tới chạy lui cả mấy chục mai, tôi quên không có hỏi thăm về sinh hoạt văn nghệ của Nam Lộc. Cái khỏi hỏi được không? Mỗi lần chị lại hỏi thăm thì tôi sợ lắm. Anh An cho tôi hỏi một tí xíu thôi nhé. Tôi thấy hồi này anh xuất hiện MC hơi nhiều trên các video đấy nhé. Không, cũng thỉnh thoảng thôi. Thế rồi bà xã có ý kiến gì về vấn đề nhiều người viết thư mà ái mộ không? Cái chuyện đó là chuyện riêng là của chúng tôi. Bí mật, vâng. Chúng tôi không nói cho ai biết, chỉ có quý vị và mấy triệu khán giả trên thế giới biết thôi. Rồi về sáng tác nhạc thì Lộc sao nào? Những bài như là Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, Mây Lang Thang, Người Di Tản Buồn, Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt. Rồi có làm thêm bài nào mới nữa không? Dạ vâng. Cách đây tôi cũng viết một bài hát khá lâu rồi, nhưng mà cách đây một tháng tôi có cho chính thức phổ biến, thưa quý vị và Ngọc Minh, đó là bài Xin Đời Một Nụ Cười. Cái tên nghe dễ thương thật, bài đã được hát chưa? Dạ vâng, bài này được thu vào cuốn băng Bên Em Đang Có Ta do Việt Dũng thực hiện với tiếng hát của Khánh Ly. Thế thì từ lúc mà Lộc xin đời một nụ cười đó, đời đã cho Lộc một tí xíu nụ cười nào chưa? Dạ tôi order nụ cười cũng lâu rồi, nhưng mà như hồi như hôm nay là hãng đời sẽ giao nụ cười đến đây. Và tôi hy vọng rằng là một lát nữa nếu mà họ giao hàng, chúng tôi sẽ chia sẻ với Ngọc Minh và quý vị khán thính giả. Đâu nụ cười đâu, order đâu chưa? Vâng, thưa quý vị, bây giờ một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị những người đem nụ cười đến cho cuộc đời anh Vân Sơn và Bảo Liêm. Lộc ơi, Lộc có giới thiệu lộn không? Sao xin đời một nụ cười mặt hai ông này cứ hầm hầm thế này, dễ sợ quá. Không hiểu nãy giờ vui lắm mà thường thường mọi ngày mà gặp cũng rất là vui. Không hiểu tại sao hôm nay mặt nó cứ nặng ra giống như là O.J. Simpson mà đang bị hỏi cung. Trông rất là đằng đằng sát khí. Có cái gì nữa đây? Anh mới order cười phải không? Dạ vâng, order lâu rồi, lâu rồi. Bill. Ủa, Bill tính tiền này. Cười phải trả tiền chứ. Ơ kìa, tôi nghe anh Nam Lộc nói là xin một nụ cười chứ đâu có mua đâu mà tại sao lại có Bill ở trong này? Ủa nãy anh nói anh xin hả? Vâng, biết vậy đâu đem nụ cười tới đây chi trời. Ủa rồi giờ xin rồi sao? Không có xin, mua một tặng một, tính tiền hai. Không, thực sự thì nói thật với các anh là tôi không có ngại trong vấn đề trả tiền. Thế nhưng mà khi mà trả tiền đó thì nó mất vui đi. Dạ đúng rồi anh, tiền bạc không có gì vui vẻ hết trơn á. Có cũng được mà không có người ta cũng buồn. Nhưng mà Vân Sơn, Bảo Liêm ơi, Ngọc Minh nghĩ thế này, đã loại là xin một nụ cười thì chúng ta free một tí cho nó vui vẻ cả làng, tiền bạc quá không? Nó thoải mái. Tính lại coi sao nghe. Bây giờ là tình cảm chính đi. À. Tiền bạc là vàng ngọc xoàng. À. Bây giờ là lỡ rồi ảnh xin rồi mà nụ cười cho nó mới cười thoải mái. Đúng. Tính tiền hồi hồi hộp. Nhưng mà nhắc anh cái nha, em tặng cho anh chị cùng tất cả quý vị quan khách có mặt hôm nay, nhưng mà anh đừng có nói với lại anh của May Production ở ngoài ông trả tiền em là chết em à. Cái đó phải tính rồi nha. Tôi xin hứa. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và một lần nữa chúng tôi xin để Vân Sơn và Bảo Liêm dành cho quý vị những nụ cười thoải mái trong những cái phần giới thiệu kế tiếp. Cảm ơn anh Nam Lộc và chị Ngọc Minh. Cảm ơn các bạn khuyên mình cười. Tự nhiên thấy là vui liền. Dòng bây giờ Bảo Liêm và Vân Sơn sẽ gửi cho quý vị từ bây giờ đến hết chương trình những nụ cười tế nhị, thoải mái, vui vẻ. Và trước khi trở lại những nụ cười, Bảo Liêm và Vân Sơn xin giới thiệu đến quý vị một tiếng hát Em Như Ru, ấm hơn men rượu, ca khỏi cần đắp mền cũng đổ mồ hôi nữa. Ai vậy? Xin quý vị trong tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Thanh Vân. Thanh Vân. Thank you.
đêm xuân xa. Anh thì thầm ngày đó yêu em, huyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đầu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Để tiếp tục chương trình, kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy ngồi thật yên lặng để tâm hồn dịu lại và nhớ về những kỷ niệm của 25 năm về trước, khi mà chúng ta còn rất trẻ, trẻ hơn cả những ca khúc trữ tình mà quý vị sắp sửa được thưởng thức, trẻ hơn cả những lời tình ca lãng mạn của một nam danh ca mà chúng ta đang mong đợi. Với một cái giọng trầm ấm và ngọt ngào, anh đã làm say mê cả hàng tỷ khán giả ái mộ ở trên thế giới, trong đó có hàng triệu người Việt Nam yêu nhạc bằng những nhạc phẩm top hit của anh trong hơn 2 thập niên qua. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phần trình diễn đặc biệt nhất của chương trình Hollywood Good Night số 10. Và đây cũng là lần đầu tiên một nam ca sĩ lừng danh thế giới trình diễn trước khán thính giả Việt Nam. And now, ladies and gentlemen, please join me to welcome our special guest, the one and only Lobo. Yeah.
when I'm lonesome. And she cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell I don't miss her whenever I'm away. How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh girl, help me tell her about you. Lobo, how can I tell all of you and all of them about you? This was a beautiful song, you know. When did you write this song, Lobo? Oh, a few years ago. 22 years ago. 22 years ago. You know, for all these years, since I first hear this song, I always have this one question, and I must now ask you. How did you finally tell her? She left. Oh, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that.
She got the hint. I beg your pardon? She got the hint. I think so. By the way, whatever happened to the dog named Boo? Now that song was written 24 years ago. 24 years ago. So Boo would be 28. Boo's gone bye-bye. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta ở Việt Nam mà hỏi cái câu là whatever happened to the dog named Boo, thì có lẽ chúng ta phải đi đến tận ngã ba Ông Tạ mới tìm được câu trả lời. Where? Well, you want to hear about that. You don't want to know about that, okay? I hear people say more. I can hear you. Well, Lobo, can you sing a few more songs? We plug up and we sing. Very good. Thưa quý vị, trong chương trình Hollywood Night số 6, chúng tôi có đề cập đến quý vị một vấn đề được xem như là rất là mất mát đối với cái nền trình diễn văn nghệ của Việt Nam ở hải ngoại, đó là sự thiếu vắng những cái cây cười mà đã được khán thính giả yêu thích, thí dụ như là Khả Năng, Phi Thoàn, Thanh Việt, Tùng Lâm, vân vân, mà sau năm 1975 không ai thoát đi được. Tuy nhiên, quý vị cũng đã biết là gần đây chúng ta đã thấy xuất hiện một số những danh hề trẻ rất là vui nhộn, và họ đã bắt đầu tô những cái màu hồng lên cái cuộc sống tị nạn, và đồng thời để nụ cười nở lại trên môi của hàng trăm ngàn khán thính giả Việt Nam ở hải ngoại. Và điển hình là như các bạn đã thấy, hai anh Vân Sơn và Bảo Liêm đã có mặt trong ngày hôm nay với chúng tôi trong cái vai trò hoạt náo viên để cho chương trình thêm phong phú và vui nhộn. Và thưa quý vị, chúng tôi lúc nào cũng... Hello, sao đây? Em không. Liêm đứng trong kia nghe anh thì thầm thủ thủy nói gì có tên em, tên Liêm đó. À không, tôi đang trình bày và là nghĩa là gọi là khen các bạn rất là duyên dáng. Có phải không ạ? Trời ơi, anh em khen cái bắt đầu tha cho anh liền đó nha. Nhưng mà nói Nam Lập nghe, nãy giờ em và Dân Sơn tặng cho tất cả quý vị cũng như tặng cho anh nhiều nụ cười nhiều quá rồi. Mà em thấy là anh Nam Lập chưa tặng cho tụi em được gì hết trơn. Tôi không có biết, gì tặng không? Không biết có gì tặng không nhỉ? Tại vì hát thì tôi không biết hát. Mà... Nhưng mà hát thì không biết hát mà có múa sexy được không? Chứ cái tướng anh mà cạo đi hồng râu nhìn cũng sexy lắm á. Có lý đấy. Xin lỗi, tôi cũng không biết vũ nữa. Mà diễu cũng không biết diễu nữa. Thành không biết tặng các bạn cái gì bây giờ nhỉ? Có rồi, có rồi. Anh là nhạc sĩ mà. Anh viết nhiều bài hát để lại trong lòng mọi người. Cho nên bây giờ anh có thể nào tặng cho em bài hát được không? Tặng cho bài hát của anh á. Để làm gì để anh hát à? Em không, em đâu có hát. Em về em chế lời là em hát chơi. Không. Dám không, dám không? Không, không phải không dám. Tôi thích lắm nhưng mà tại vì nhạc của tôi nó rất là buồn. Thành nếu các bạn mà chế lời thì nó không có gì gọi là vui cả. Nói lọc nghe, cái bài buồn cỡ nào vô tay tụi em rồi là vui tàn nhẫn luôn. Có đảm anh không? Giờ làm thử cho anh nghe hai câu đầu luôn. Bài của anh có một bài là Sài Gòn ơi phải không? Em đặt thử cho anh nghe hai câu đầu, có anh chịu anh tặng bài đó cho em nha. Dạ vâng, nếu mà vui. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa là tôi trở về. Mà Sài Gòn ơi, tôi cũng biết tiền đâu mà về. Trời, vui liền, bảo đảm. Bảo đảm chưa, bảo đảm chưa? Tôi có lẽ quý vị khán giả vỗ tay là tại vì trông anh hát nó có duyên. Chứ còn mà
tôi không thấy vui gì và tôi thấy còn buồn hơn cái bài của tôi nữa. nhưng mà tôi nhớ rồi, tôi có một cái tiết mục này để tặng Vân Sơn và Bảo Liêm. Tiết mục gì anh? Tiết mục này rất là hay. Tôi sẽ giới thiệu với Vân Sơn và Bảo Liêm cũng như quý vị thính giả phần trình diễn của một ca sĩ rất là trẻ và rất là đẹp. Em mà khoan, điều quan trọng là có chồng chưa? Nữ ca sĩ này vẫn còn độc thân, hát hay mà lại còn vui tánh nữa. Gì được á, này trẻ đẹp, độc thân, vui tánh để tôi. cái đó thì tùy các anh thôi. Và thưa quý vị và Vân Sơn Bảo Liêm, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị phần trình diễn của nữ ca sĩ trẻ đẹp Bích Thuần. Bích Thuần. Giọt nắng đi hoang vào mắt em buồn, diều chân em bước vào nắng cô đơn, nắng ướp mi em hương tây thơm nồng trôi trôi nhẹ trên đôi môi thương màu. Chiều vắng công viên sỏi đá thêm sầu, gọi màu nắng úa vời bước em qua. Nắng tâm yêu đương cho em hoen màu, rồi chiều nhẹ bay lên cao, màu nắng. Chiều có nắng sang đây dù em mơ mộng, đêm nắng cho tay qua trời, nguyện tình yêu tươi màu mắt. Một chiều công viên nắng khóc trên đôi tay ngà, đón giấc mơ rơi âm thầm và nắng chết trên mi. Và nắng hôm nay về với mây hồng, về thầm cô bé thường ước hay mơ. Kế đa năm xưa thôi nghe giận hờn, chuyện mình đừng quên nghe anh gọi nắng cho vừa mắt na. Nắng úa vời bước em qua, nắng tâm yêu đương cho em hoen màu, rồi chiều nhẹ bay lên cao, màu nắng vương màu mắt em. Một chiều có nguyện tình yêu tươi màu mắt, một chiều công viên nắng khóc trên đôi tay ngà, đón giấc mưa rơi âm thầm và màu nắng chết trên mi. Và nắng hôm nay về với mây hồng, cô bé thường ước hay mơ. Kể đã năm xưa thôi nghe giận hờn, chuyện mình đừng quên nghe anh gọi nắng cho vừa mắt nay. Kể đã năm xưa thôi nghe giận hờn,
dọi nắng cho vừa mắt nay. Và sau đây, Ngọc Minh xin được giới thiệu đến quý vị một nghệ sĩ rất tài hoa và nổi tiếng. Tiếng hát cũng như những tác phẩm của anh đã được hàng triệu triệu người Việt Nam yêu mến. Và đêm nay, trên sân khấu của Hollywood Night, anh sẽ trình bày một bài hát rất nổi tiếng được phổ từ thơ của Nhất Tuấn. Kính thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu nam danh ca Nhật Trường Trần Thiện Thành.
bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa, gửi vào đây một bài thơ cuối cùng. Bây giờ còn nhớ hay quên? Bây giờ còn nhớ hay quên? Nhớ hay quên? Kính thưa quý vị, phần trình diễn kế tiếp chắc quý vị đã thấy sẽ gợi lại biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hồi tưởng. Chúng tôi chắc chắn cho rất nhiều quý vị, đặc biệt là quý bà các cô đã có mặt trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Uy De Vang Dia qua tiếng hát duyên dáng và phần trình bày rất sống động của nữ ca sĩ Trà My. Je vous en prie.
Quý vị, như quý vị chúng ta đã giới thiệu lúc nãy, đây là lần đầu tiên Ngọc Minh làm MC trong một chương trình ca nhạc video. Thành ra chúng tôi muốn hỏi cảm tưởng của Minh là cho đến giờ phút này thì chị thấy thế nào? Nó cảm tưởng ra sao và nó có dễ hơn là đi hát không? Thưa quý vị, thưa anh Nam Lộc, tôi phải thú thiệt là làm ca sĩ có bộ khỏe hơn nhiều. Học bài thì thuộc rồi nhé, chỉ việc ra hát rồi đi vào. Còn làm MC thì phải sắp đặt lời nói, phải giới thiệu ca sĩ, phải đi ra, đi vô, đi vào, đi ra. Cho nên nhiều khi mệt dễ sợ luôn. Thưa quý vị, những điều mà Ngọc Minh nói đó, thì tôi thấy có lẽ chỉ đúng với lại MC Việt Nam thôi. Là bởi những người MC hay là những người điều khiển chương trình Việt Nam đó, thì cái phương tiện còn thiếu. Cho nên chúng ta phải làm những công việc mệt mỏi vậy thôi. Chứ thưa quý vị, những người MC của Mỹ đó, chắc quý vị để ý là họ thường thường họ có cái máy nó gọi là teleprompter, tức là cái có thể dịch sang tiếng Việt là cái máy nhắc tuồng. Nó có những cái hàng chữ chạy, những cái lời đối thoại đó Minh. Thành ra các vị MC đó cứng ra nói chuyện rất là tự nhiên. Trời đất ơi, vậy mà Minh phục họ lăn long lóc á. Thế bây giờ mới thấy là mình ngon hơn họ nhiều ha thưa quý vị. Chỉ có một điều khác giữa MC Việt Nam như Minh mới nói, chúng ta có thể giỏi hơn họ nhưng mà chúng ta nghèo hơn họ. Ồ, ai cần nghèo mình ngon là thôi. Tuy nhiên tôi cũng không đồng ý với Minh một điểm là đi hát. Đối với những người mà không biết hát như chúng tôi đó, thì muốn làm ca sĩ rất là khó. Là trước hết quý vị thấy không, chúng ta cần phải có một cái giọng trời cho. Sau đấy lại còn phải biết âm nhạc. Và rồi đặc biệt là gần đây, trong những cái chương trình và cái phong trào về video ca nhạc lên cao đó, họ còn đòi hỏi người ca sĩ phải có một cái sự trình diễn rất là cao nữa. Phải không Minh? Đúng rồi Lộc. Vâng, tuy nhiên đối với tôi đó thì làm ca sĩ thực sự là phải đòi hỏi đầy đủ một điều kiện mới có thể ra sân khấu được. Thế thì làm ca sĩ cũng khó, làm MC cũng khó, làm quý vị thính giả, khán giả dễ hơn. Phải không? Quý vị có đồng ý không nhỉ? Tôi không đồng ý là tại vì, mình biết sao không, là tại vì đối với quý vị khán giả đó thì nói dễ nhưng thật là khó là tại vì quý vị khán giả cũng giống như là quý vị giám khảo vậy. Bởi vì tương lai của một người ca sĩ trình diễn đều nằm trong tay của quý vị khán giả. Đối với tôi, nếu một ca sĩ mà đã được khán thính giả yêu thích rồi đó, thì dù có xuất hiện bao nhiêu lâu hay là bao nhiêu lần cũng vẫn được khán giả tiếp tục yêu thích và yêu cầu. Anh Nam Lộc nói như vậy, Ngọc Minh mới nghĩ rằng chúng ta có một nữ ca sĩ. Cô đã nổi tiếng rất lâu, cô trình diễn rất nhiều lần. Và lúc nào cô xuất hiện cũng vẫn được khán giả thương yêu và đón nhận và yêu cầu mãi. Nói như vậy là Lộc biết Ngọc Minh muốn nói đến ai không? Dạ vâng, thưa quý vị, chắc chắn quý vị cũng sẽ đồng ý với Ngọc Minh và chúng tôi. Phần trình diễn tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị nhạc phẩm Hương Thầm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Sau nhà ngang ngã phương đưa
bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói thương bưởi thương cho lòng bối rối. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn. Bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngang ngã hương đưa, dấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình. Chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người ơi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vấn mãi người ơi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nữ ca sĩ đã tạo được một sự hội nhập và chuyển hướng rất tốt đẹp từ nhạc trẻ kích động sang nhạc Việt Nam. Và từ cái giọng hát khàn đục và gào thét của những loại nhạc psychedelic, cô đã chuyển qua những cái âm thanh trìu mến và thánh thót của âm nhạc Việt Nam, hoặc là các thể điệu pop hay là blues, và đã chứng minh được sự trưởng thành và thành công vượt bậc của cô trong lĩnh vực ca nhạc và cũng trong nghiệp ca hát mà cô muốn theo gót bố mẹ của cô. Chúng tôi chắc rằng hai nghệ sĩ Việt Hùng và Ngọc Nuôi cũng đã rất hãnh diện vì cô. Và thưa quý vị, trong chương trình Hollywood Night số 9, cô đã để cho khán thính giả say mê và ưa thích tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Power of Love. Và hôm nay, một lần nữa, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Bích. I would only be in your way, so I go, but I know I'll think of you every step of the way.
my darling, you. Bao đắng cay, bao nhớ thương, những mặn nồng với những hương tình đắm đuối. Thôi cách xa nghe sầu đau, em biết rằng những giấc mơ vàng đã lỡ. Tiếng hát Ngọc Minh sắp giới thiệu đến quý vị bây giờ là một tiếng hát ngọt ngào, dễ thương. Mà mỗi lần Ngọc Minh nghe anh cất tiếng hát, Ngọc Minh cứ cảm tưởng là mình đang được uống một nước, một ly nước mía thật ngọt ở đường Pasteur tại quê hương. Thưa quý vị, đêm nay anh sẽ gửi đến quý vị một nhạc phẩm nổi tiếng của Lam Phương, Chiều Tây Đô. Xin quý vị một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Tuấn Vũ.
đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với vầng trăng thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa tà ao thướt tha mi miều, sao em không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo bụng chưa quên. Biết loài có cây, có cây khóc, gió than van kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi. Mẹ chờ thư về ngồi thèm tuồng miếng trâu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vừa chờ tình chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu xe đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Bờ sông yêu xưa tà ao thướt tha mi miều, sao em không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo bụng chưa quên. Biết loài có cây, có cây khóc, gió than vàng từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vừa chờ tình chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu xe đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu xe đón ta hồi hương, Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Sao Ngọc Hoàng, bận đồ Trần gian thấy sao, khỏe khoắn không? Khỏe khoắn cái gì, mặc gì ba bốn lớp mà khỏe khoắn. Ở trên trời ta mặc là che chân che cẳng hết trơn, dưới này trụi lũi à. Trời ơi, bận độn gì mới thoải mái mới đẹp đẽ. Nhưng mà nói ngươi nghe tức lắm. Sao tức Ngọc Hoàng? Nãy giờ ta để ý từ đầu chương trình tới giờ đó là có nhiều người khán giả rồi ở đây đó, người ta thích thú lắm người ta thương yêu dữ lắm mà sao không ai thương ta hết trơn trời. Trời ơi, bởi vì Ngọc Hoàng cũng tại Ngọc Hoàng không mà, đừng có than thân trách phận gì trơn á. Sao không than? Nó tại Ngọc Hoàng ở trên trời cứ làm mưa làm gió làm động đất hoài, ai thương cho nổi. Cái gì là mưa làm gió làm động đất chứ sao? Hôm bữa đó ta lỡ di chuyển cái ghế qua dưới này động ai biết. Trời ơi, còn bữa ta phải nóng bệnh trong người, do ta nóng ta ho dưới này bảo ráng chịu chứ. Nhưng mà nói Ngọc Hoàng nghe, Ngọc Hoàng đừng lo đừng buồn là bởi vì không phải là nhiều khi người ta khổ quá người ta mới kêu trời ơi khổ quá đâu mà nhiều khi người ta sướng người ta cũng kêu nữa. Kêu ta, sao ta nói trời ơi sướng quá. Vậy là cũng còn an ủi ta được chút đỉnh có mà. Vậy được đó. Bây giờ nói Ngọc Hoàng nghe nè, tiết mục
kế tiếp sẽ đưa Ngọc Hoàng tới một khung trời rất là xa lạ của xứ Nhật Bản. Ủa là nước khác nữa đó hả? Nước khác nữa. Trời, dưới trần gian này nhiều nước quá ha. Nó Ngọc Hoàng nghe nè, bài hát được mang tên là Sayonara. Cái gì? Tên gì? Bài hát được mang tên là Sayonara. Trời, dưới trần gian này sao nhiều tiếng nghe kỳ cục quá trời quá đất. Tiếng Nhật Bản mà sao Ngọc Hoàng nghe được? Sayonara. Sayonara tiếng Nhật Bản của một cái nước khác nữa đó. Nước khác nữa. Nhưng mà ai trình bày bản hát này? Đừng nóng, đừng nóng. Bắt đầu nghe thần giới thiệu. Và bây giờ kính mời quý vị thưởng thức bài hát Sayonara với tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Vi. Thưa quý vị, sau 1975, nền tân nhạc của Việt Nam tại hải ngoại đã có rất nhiều những khuôn mặt mới, trình diễn cũng như sáng tác. Và đặc biệt,
Một nổi bật Ngọc Minh muốn được giới thiệu đến quý vị đêm nay. Anh đã được hàng triệu triệu người ái mộ qua hai tác phẩm nổi tiếng Dĩ Vãng và Quên Đi Tình Yêu Cũ. Thưa quý vị, bỗng dưng trong 3 năm qua, anh tự nhiên ẩn mình ở trong cái thung lũng hoa vàng, đó là thành phố San Jose. Nhưng mà hôm nay anh lại xuống núi và để gặp lại cho chúng ta ở ngay cái phố nhỏ nhưng mà đầy tình người ở cái thành phố thủ đô tị nạn của người Việt Nam, để trình bày và hát cho quý vị cũng như chúng tôi nghe những nhạc phẩm mới của anh. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị bài hát có tên là Chỉ Là Giấc Mơ, It's Just a Dream, qua tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. When you looked at me, I wished I could read your mind. When you spoke to me, I wished I could understand. Every move you make, every word you say, it seems so beautiful. If this world is mine, I would give it all to you. But that is not mine, so I'll make it up to you. I will write a song, then I'll pass it out for everyone to sing. I want the world to know I love you so. I want the world to know how much I care. I hope the song will make you think of me like the way I do, like the way I feel deep inside. Just like the night with all the stars above, together we will live in harmony. Suddenly I saw your face away. Mùa thu qua ánh nắng vàng nhạt những chiếc lá tơ vương, nhẹ ru cây heo hắt êm đềm với gió mát trong thành. Thành phố vắng ánh mắt đường xưa thiếu đôi môi nhung nhớ bao kỷ niệm. Hoàng hôn buông ánh sáng trở về với quá khứ xa xôi. Nụ hôn ôi chất ngất đưa người vào trí nhớ trong tôi. Tìm cho tôi ánh mắt và cho tôi đôi môi quyến rũ của ngày xa xưa. Mùa thu vẫn như thu năm nào có đôi ta cùng nhau sánh vai bước trên đường cũ thanh thang. Vòng tay ấp ôm cho thêm đầm thắm yêu đương. Nhìn ngàn mây tóc bay, hàng cây như rừng rừng trong cõi lòng. Mùa thu vẫn như thu năm nào lá chia ly, hàng cây lá khô trên đường nhìn bóng tôi im. Chiều buông gió thu bay về tìm lá xanh sao, lòng như chiếc lá đưa thank you.
just like the night with all the stars above. Together we will live in harmony. Suddenly I saw you fade away. I realized it was just a dream. Suddenly I saw you fade away. I realized it was just a dream. Trước năm 1975, thưa quý vị, họ là một đôi song ca đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của khán thính giả. Bởi vì những cái ca khúc nói lên cái tâm sự của người viết cũng như của người nghe. Nhưng sau năm 1975 thì họ đã phải trả giá cho cái tài nghệ tuyệt vời và sống thực đó bằng những giọt lệ của chính mình. Và rồi gần 20 năm sau, họ mới gặp lại được khán thính giả yêu thích để hát lại những ca khúc đầy kỷ niệm và nước mắt mà họ đã không được hát từ hơn 19 năm qua. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Trên đỉnh mùa đông của nhạc sĩ Trần Thiện Toàn. Anh là em của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và anh Trần Thiện Toàn đã từ trận. Anh là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một nhạc sĩ. Hôm nay, để diễn tả lại ca khúc Sống Thực đó, chúng tôi một lần nữa giới thiệu đến quý vị phần trình diễn của đôi song ca Nhật Trường và Thanh Lan. Thank you.
xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mê. Em xấu son gót mềm nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái. Cho anh một lần anh được gì không, em còn gì không. Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng. Em ơi yêu đi yêu đi, trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Em ơi yêu đi yêu đi, nếm thử thương đau thì hạnh phúc hoa màu. Kể từ sau đêm đó sân vui đại học mất tiếng chim ca, cho dấu không xóa nhòa rồi cũng qua, tình cũng bay xa. Anh còn gì đâu, và em còn gì đâu. Xin cho anh thêm một ngày nữa thôi, xin cho em thêm một đời thương nhớ. Chương trình nhạc hội Hollywood Night số 10 đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, và hy vọng với những giây phút vừa qua, nhóm thực hiện chương trình, các anh chị em nghệ sĩ và các chuyên viên kỹ thuật đã đem đến cho quý vị một chương trình nghệ thuật và nhiều màu sắc. Và một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu Vân Sơn, Bảo Liêm. Và sau đây là tất cả những diễn viên đã tham dự chương trình Hollywood Night hôm nay. Linda Trang Đài, Giám Ngọc, Ngọc Anh, Thanh Lan, Tuấn Vũ, Nhật Trương, Phượng Thúy, Bá Phúc, người design cho năm nữ đa tình, Thúy Vi, Thái Châu, Minh Phúc, Công Thành, Tuấn Đạt, Ngọc Bích, woo, Ngọc Lan, Trịnh Nam Sơn, Thanh Tuyền, Bích Thuần, Thanh Vân, Philip Huy, Trà My, tôi, Lobo. Nắng đi hoang vào mắt em buồn diều.
chân em bước vào nắng cô đơn, nắng ướp mi em hương tây thơm nồng trôi trôi nhẹ trên đôi môi thương màu. Chiều vắng công viên sỏi đá thêm sầu, gọi màu nắng úa vời bước em qua. Nắng tâm yêu đương cho em hoen màu, rồi chiều nhẹ bay lên cao màu nắng vương.